đúng rồi. Tiêu chuẩn ba. Bật hơi lên, thở theo leo. Cong lưỡi chén, bật hơi. Đúng rồi. Tha. Thôi, thôi. Thôi, thoan, thuân. Đúng rồi, ba chữ cuối. Thôi, thoan, thuân. Khảo thấn à. Và cái việc học cả chữ này người ta yêu cầu là
đọc càng nhanh càng tốt, còn không biết thôi cũng được. Đây là đọc đến mức mà nó gọi là thuộc luôn ấy. Thì trong cái bản hiện tại nó chỉ có bằng này chứ thôi. Chữ M là sẽ không kết hợp được với chữ khác. Ví dụ như là M, U, A, N, quan là không có này. Ví dụ thế. Thế thì chúng ta chỉ cần nhớ cái bản ngữ âm này, thì sau này toàn bộ các cái chữ Trung Quốc chúng ta sẽ biết được hết nó. Thank you.
tiêu đấy, đúng rồi, tiêu đấy, tiêu đấy, ba còn trên kia là email là tiêu tiêu và quay hai cái gam nhầm học rồi đấy, của phân là của phân là phân là
chưa?